mới có một tuần không đi ra ngoài thôi mà lá cây nó đổi màu hết trơn rồi. Trời đẹp quá. Anh nhớ. Anh nhớ giờ đâu bên. Cứ trả cái xin phép phát ngày sau. Hello, xin chào mọi người. Chơi mà ngủ mất tiêu vậy ông. Skip ta. Anh đặt tắt thay cái bộ. Mũ da em chút xíu mà, mũ da tốt không? Mà xí xin cho chừng này. Mà bố bố. Chạy kịp bắp mọc lên. Chạy kịp bắp mọc lên. Chạy kịp bắp mọc lên. Ô, mũ lặng nó tắt ta. Mũ lặng nó tắt ta. Mũ lặng nó tắt ta. Măng cô thì xin chung phát. Măng cô. Good. À, nhầm nhầm. Luna. Mẹ, Luna. Oh, kìa, 맞아. Luna, 줘, Luna, 줘. 야, 같이 가서 놀아. Oh. 야, 누나한테 가라고. 응, 누나. 나 고개 안 줘? 한빈아. 누나. 한빈아 위험해 이리 와. Wondering if thousands of miles away the sky is just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday. When I'm thinking of you, 'cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I am time traveling.
you are closing your eyes, I will be beside you. And my heart will glide across the miles to fly right to you. Cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun is rising. I start a brand new day around the moon. It is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I'm in time traveling. So today I'm in time.많이 가져갔네. 아, 야, 고마워야지. 고맙습니다. 야, 왜 여기 넣냐? 야, 바닥 넣었었잖아. 누나 줘, 누나. 다 넣을 거야. 들어가자. 하나, 둘, 셋. 아니요, 이렇게. 알았어. 하나, 둘, 셋. 아니야. 이렇게 하자, 이렇게. 아. 하나, 둘, 셋. 꺼져. 앉아. 여기 가만히 있어. 안 돼. 일로 와. 일로. 갑자기 물 많이 넣지 말고. 뭐? 쌀국수? 또? 어. 제콩한? 제콩한. 어떤 쌀국수? 버버다이.
딸 그 아직 그 남 뽑았나 오케이 M 안 안 보 이나미쿠 어떻게 하지 백상 음식 먹어서 좋아 이거 어떻게 하지 MT 안 백상 음식을 뭐라 그래 또안 베트남 또안 베트남 MT 또안 베트남 컴피 양마 틱 존 택준 뭐야? 준이 좋아요. 준택. 준택. 안 봐봐. 그것도 맞아. 아 맞네. 그러면 mỗi lần mà qua nhà bà nội chơi là hai vợ chồng mình đều trốn đi ăn riêng bởi vì nhà bà nội gần ga Ansan mà cái chỗ này thì siêu nhiều quán ăn Việt Nam luôn. Mình đi ăn ở quán Diệu Hiền này, ai mà ở Ansan á thì đều biết quán này nha. Riêng tôi thì cái quán này nó vừa miệng nhất so với mấy cái quán hàng khác. Mỗi lần mà qua đây mà kêu bún bò ăn á thì rất là thích luôn bởi vì bún bò ở đây nấu khá là ngon luôn á. Nhưng mà góp ý với tiệm một chút là đầu tư thay cái menu với cái menu nó rách quá nha. Còn ông Jun á mà mỗi lần qua đây là phải ăn phở với lại chè Thái. Mà không biết nay là sao trái gió trở trời mà ổng không có kêu chè Thái ăn đó. Thèm đồ Việt Nam quá mà ăn sạch luôn cái tô bún bò. Xong rồi ráng cái nư húp hết cái nước cho ổng đã. Ăn xong thì còn được anh kia tặng cho một cái gói mít sấy nữa. Nếu như mà anh có coi được cái video này thì em cảm ơn anh nhiều nha. Thật sự là khi mà sống ở xứ người mà mỗi lần mà gặp người Việt Nam là mình thấy thân thương lắm với lại vui dữ lắm. Bởi vì thật sự mình thấy cái người Việt Nam mình nó chất phác và nó thân thiện, dễ thương lắm mọi người. Mong tới Tết để về Việt Nam sớm chứ thật sự là thèm đồ ăn Việt Nam quá luôn. Nhưng mà mọi người biết không, lỡ thề thốt với chồng á là phải giảm được 10 ký xong là mới về Việt Nam, xong là ông vua nó cũng kêu thôi khỏi, đừng có thề gì nữa trơn á. Anh nghĩ mà em mà thề á thì kiếp này em phải ở lại cái đất Hàn này chứ không thấy ngày về lại quê mẹ luôn á. Xong cái là ăn xong tụi mình ra mua sầu riêng bởi vì là mộng trà của tôi rất là thích ăn sầu riêng. Nhưng ở đây có cái là không giống như Việt Nam. Là ví dụ mua sầu riêng mà có sống sượng á thì cũng không có được bao đổi trả như Việt Nam đâu. Nói chung là mua rồi thì thôi, kệ mày, tao không có quan tâm. Đi Việt Nam đi. Ở đây mà mua sầu riêng là ngon hay dở không biết. Hên xôi đại đại vậy đó. 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu. Đắt quá. Không có tiền. Vì cái ông ta thao lớp xỉ không? Hả? Cái đấy á? Ừ. Cái gì á? Dạ dạ. Ây 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 좋네 자기 방금 엄마 먹어봐 망고도 좋아요 이거 그냥 먹어 엄마 먼저 드세요 네네네 나봐 자 그 안에 그냥 먹어 내가 배가 부를 텐데 먹을 만큼 먹었을 텐데 원래 먹는데? 잘 먹어. 오빠 아까 안 봤어? 그냥 이렇게. 아 엄마 주세요. 옷이 따뜻해가 좋다. 옷 저거 네. 따뜻해. 따뜻하네. 방금 앉아. 혼자 먹어. 방송 안 봐. 얼마 줬어? 5만 원? 응. 어? 저번에도 5만 원
괜찮네. 어, 비니 먹어. 오빠 먹어봐봤어? 엄마 먼저 먹어봐. 엄마 먹어봐. 엄마 먼저 먹어. 엄마 좋아해. 이런 것도 잘 먹어. 맛있네. 잘 샀어. 걱정했어요. 응? 걱정했어요. 맛있어 말 없어. 망고 잘 먹네. 잘 먹네. 얼마나 잘 노는지 몰라. 아빠가 저번에 먹은 거 혹시 맛있다. 여기 앉아. 여기 앉아. 여기 앉아. 진짜. 한빈아. 잘 자. 야! 뭘 갖다 치고 나서 또 이렇게 문이 안 열려. 이 한빈이가. 물김치 담아놨는데 물김치는 안 익었어. 그래요? 보자. 물김치는 안 익었어. 엄마 또 언제 만들었어요? 어제. 어제? 금방 하네. 몸이 안 좋아. 야, 엄마 몸이 안 들어오면 맨날 그 음식 만들어요. 그래도 만들어야지 어떡하냐. 그냥 싸 먹어요. 어? 싸 먹어요. 그니까 힘들었잖아. 상근아. 김치. 끝났잖아. 어? 맛있네요. 이거 더 조금 오래 하면 김치칩 만들어가 맛있겠다. 제주도 키우요? 응. 어. 너 만나 어제 냄비냐? 김치 좀 김치 좀. 아 코로나 나갔고. 응? 너 얼마 먹었냐? 어? 안 돼 이거는 위험해. 칼이야. 김이 너무 잘 먹어. 아까 간 먹는데 얼마나 이쁘니. 진짜 그냥 몇 시간지만 뭐 먹냐? 감, 밥, 포도. 비니 엄마 이거 조금만 가이 가서 비니 먹이라 이렇게. 토리엔. 어? 나? 아 그래요. 비니 잘 먹네요. 이렇게 숟갈로 퍼 먹이면 돼 이렇게. 이렇게 엄마처럼 이렇게요? 네. 이렇게 퍼 먹이면 돼. 아 한빈아.